Vâng, tuy nhiên rằng là phụ nữ thì đúng là rất nhạy cảm, đặc biệt là những vấn đề bất thường trong cơ thể của họ. Vậy thì mong bác sĩ có thể chia sẻ rằng là những cái dấu hiệu nào mà giúp người phụ nữ có thể nhận biết rằng là mình đang có nguy cơ mắc cái hội chứng buồng trứng đa nang được không ạ? Thế như tôi đã nói đấy, buồng trứng đa nang nó dẫn đến cái dấu hiệu rối loạn kinh nguyệt, kinh kéo dài, chu kỳ kinh kéo dài không đều, thậm chí là khi có kinh thì hay bị giãn kinh kéo dài. Thứ hai là hội chứng cường androgen. Cái buồng trứng đa nang là một cái hội chứng, nó gồm có 3 triệu chứng. Một là rối loạn kinh nguyệt, kinh kéo thời gian có kinh thì không đều này, chu kỳ kinh kéo dài này, và khi có kinh thì hay bị rong này. Đấy là một triệu chứng rối loạn kinh nguyệt. Triệu chứng thứ hai là triệu chứng cường androgen. Androgen có thể biểu hiện trên lâm sàng như bệnh nhân râu, có thể có cả ria mép này, rồi thì lông rất là rậm, rậm lông thế, và thậm chí có thể là, nhưng mà tóc lại không không rậm đâu, mà lại có khi có triệu chứng hói, bởi vì nó rối loạn cái chuyển hóa androgen, cho nên là androgen nó cường, cường androgen, thế nhưng mà lại nó lại không tốt cho cái mọc tóc. Thế nên nhiều người phụ nữ là có khi rất rậm lông nhưng lại tóc lại không tốt. Đấy là một trong các cái dấu hiệu đấy, cường androgen trên lâm sàng. Còn có những bệnh nhân thì không thấy cái hội chứng trên lâm sàng, nhưng khi xét nghiệm lại thấy cái nồng độ androgen trong máu tăng. Thế là triệu chứng thứ hai. Và triệu chứng thứ ba là hình ảnh siêu âm. Thì khi siêu âm ta thấy hình ảnh buồng trứng đa nang, tức là trên một mặt cắt của siêu âm có ít nhất là 9 đến 12 nang trở lên, thì gọi là cái buồng trứng đấy là buồng trứng đa nang. Bệnh nhân nào mà có hai trong ba cái triệu chứng đấy thì người ta kết luận là buồng trứng đa nang. Và còn trên lâm sàng bình thường, nếu một người bình thường mà không, đấy là nói về lý thuyết, nói về chuyên môn thì là như vậy. Thế nhưng một người bình thường nếu thấy rằng là mình có rối loạn kinh nguyệt, hoặc là một năm có thể chỉ hành kinh một vài lần thôi, và khi có kinh cứ hay bị kéo dài, hoặc là thấy có dấu hiệu cường androgen như lông chân nhiều, rồi thì lông mọc nhiều, rồi thì ria mép, rồi mụn trứng cá nhiều, thì đấy cũng là một dấu hiệu để gợi ý rằng là có thể bạn bị mắc buồng trứng đa nang, thì bạn nên đi khám để chúng tôi khám cụ thể. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.